Ôi trời ơi. Thật ra là bây giờ thì đã là 1-2 giờ chiều rồi đó mọi người. Đúng anh nhỉ? 1 giờ chiều. Vẫn 1 giờ rồi. Dạ, 1 giờ chiều đó mọi người. Thì đi từ 6 giờ sáng, mưa ướt rất là nhiều, ướt còn lạnh nữa. Đến 1 giờ chiều thì cả đoàn anh mới ăn mì tôm. Ăn mì tôm xong thì bây giờ tiếp tục hành trình. Mà ăn xong nó tỉnh người lắm. Ăn có gói mì thôi nhưng mà tỉnh táo vô cùng. Đấy, đi vào sâu thì đường nó khó khăn hơn. Dạ em xuống. Dơ một tí nhưng mà thôi để em xuống đi anh. Anh cho em xuống. Xuống. Dạ. Ôi. Em đi bộ nó tiếp đi. Em đi trước hả? Em đi trước thì ăn tự đi được. Từ từ. Lún nha. Ôi lún. Đi đường này đi. Ôi đừng có xuống đường đó. Ê, mất dép rồi. Không được. Để đó, đây rồi. Chết rồi, mọi người đằng sau bảo sao vừa nãy mọi người cứ bảo là ai chở. Anh đi, anh đợi em đi. anh đừng phóng lên tông vào em đâu. Em lên trên xong rồi em quay xuống anh mới đi nha. Kịch bản. Đây. Lên còn cao nữa. Hey, anh lên đi. Cho mọi người thấy là cực thế nào đi. Đó, không lên được luôn mọi người. Vừa nãy chỉ là một phút vui của nắm bi thôi. Thật sự rất là khó luôn ý. Bây giờ chân xước xác hết trơn rồi nè. Bị lún. Đó, đi nguy hiểm. Mình thấy mắc cười mà cũng vừa thấy thương nữa. Cô ơi, ở đây lún. Đấy, cô lại lún y như cái chỗ vừa nãy nấm bị lún này. Con vừa nãy bị lún ở đấy luôn đó cô. Bây giờ con rách cái chân rồi này. Không biết có bị sao không nữa. Trời ơi, vừa nói phong cảnh đẹp hữu tình xong đến đây cái. Dạ. Dạ, đấy thủy điện đẹp quá mà. Cô lên đây con dìu cô đi này. Chứ không, vừa nãy con bị lún cái móng chân con hình như nó rách ra rồi. Hả? Con vừa nãy con lún ở ngay chỗ đấy xong con kéo chân lên cái nó bị. Đi. Cô đi chân đất nữa. Vừa nãy. Ở chân đất đi chứ. Ra cái đường. Ở đây rất là cao nên cao hơn ở dưới nó mọi người. Đây cái đường đây rồi đây này. Dạ, nó sạt đây mọi người. Đó. Không đi được đó. Đó khổ quá cơ. Rồi, đoàn đằng sau chắc là cũng đúng rồi. Chết rồi, con phải đứng lại con nói mọi người là đừng đi vào cái chỗ đấy. Ừ. Dạ. Đây đoàn ở dưới đây mọi người. Anh ơi, cái chỗ đấy bị lún. Đây đây, lún. Ý giời, bạn lún. Chết rồi, bệnh. Bị lún. Không hét được luôn rồi. Ý. Mất dép rồi, bác Phương rửa mất dép luôn rồi. Bị lún. Quá kinh khủng mọi người ơi. Dịp ào. Mất dép, ở dưới đang bị mất dép mọi người ạ. Đang đi tìm dép. Chỗ đấy nó bị lún mà khổ vừa nãy ho, không có hết được đấy ạ.
Anh Khương ơi, em còn một đôi, đừng tìm nữa. Khó khăn. Cái túi tiền. Đây, hôm nay nên tận đây ôm bụng bầu của người. Chị Ngân đi ra cái giữa này nè, ở chỗ đấy vừa nãy nó bị lún á. Khổ. Nãy em vừa quay dưới kia kêu phong cảnh hữu tình cái nên đến đây cái em bị té ở ngay cái chỗ anh vừa nãy bị sập luôn á. Dạ không, em bị lún xuống sâu luôn xong rồi. Naomi biết là chỗ đấy nó bị chưa ạ? Đừng có đi sát qua thôi. Lựa bước thôi. Khó quá. Giờ xe cứ gầm rú. Lún rồi. Nhiều quá đó. Dễ bị hết cháy xe lắm rồi. Đây cái xe. Ui. Từ từ ăn. Từ đâu vậy? Trên thì nó đỡ bị lún hơn. Được. Dạ được. Lún rồi, lún rồi. Như có bác Hồ trong người cô. Đã. Đi đâu không chị Tú? Được, đi em đi. Đi em đi. Không được gọi ép, không được, từ. Đủ khó đi không? Dạ khó ạ. Mọi người cố lên. Chân xin lại. Sau đợt đi này hai cái vai của nó đi nó sẽ đổ ra mấy lần luôn. Ngọc Tú bên bên lô em đi với em kia nghe điều bên trên cho nên anh phải cầm lái xe luôn nhé. Mấy em đi có hồi cái bánh đằng sau nó chắc.
trơn ấy, mình cảm giác được, em cảm giác được cái đằng sau nó trơn ấy thì em mới sợ thôi. Ngã cũng không bao giờ nó có tìm thấy ngã đâu. Thôi tự phía anh ơi, anh đừng nói không ngã cái lúc anh em mình bị một cái là hồi toàn. Thôi. Đường biết hôm nay trời rất là mưa mọi người ạ, kiểu nó không ngớt được ý, xong rồi đường nó cứ thế này này. Dạ, thế nên là thể xác lẫn tâm hồn đều khá là phải căng thẳng và mệt mỏi. May mà vừa nãy có tô mì tôm ấm bụng rồi đó, anh em có sức. Nhưng mà đi sau 6 cây clip chắc là chỉ về đường thôi đó mọi người. Rất là anh ơi, nếu mỏi tay thì nghỉ chút nha anh. Ôi sao đâu, tại vì dân lấy lụa mà. À dạ, dân lấy lụa. Thật sự cái này mà kêu cứ kêu buồn hoài. Nếu mà không có mọi người ở đây thì thật sự chúng em không bao giờ, không bao giờ luôn là đi vào được những nơi như thế này.
vừa buồn cười mọi người, không thể không lúc này được ý. Không. À, chỉ biết cười thôi chứ. Xe không tội với anh, ai không tội hết mà. Dạ. Anh chở mình mà anh vui vậy đó mọi người. Nhưng vừa nó cứ vào cái chỗ quay camera nên là mình không có để nét màn hình được. Muốn bỏ cái nón này ra nhưng mà không được mọi người, nếu bỏ ra thì mình sẽ bị ướt mất. Nó cứ lục sục vậy này, thấy đường này. Sáu km lại đó mọi người. Thật sự ở đây phong cảnh rất là đẹp, mọi người có thể thấy mây và núi. Trên đường thì vô giá đó anh, chứ xe thành phố là em đi cứ mấy ngày nó hư rồi, mà đấy là không có đường gì đi bình thường nơi đó nha. Cái nhà xuống trước thì bán cho xe đêm này chứ xe chắc đường thôi. Biết sao giờ em. Mệt là vui. Dạ, sẽ có những thước phim rất là vui trên đường đi chia sẻ yêu thương này mọi người. Luôn có tiếng cười. Mà có khi không bao giờ được trải nghiệm lại thêm một lần nào nữa. Mọi người có thể coi clip thì mọi người sẽ không hình dung ra được cái con đường nó chưa bao giờ mà nó cảm thấy khiến cho mình sợ hãi như thế. Nhưng mà cũng một phần nào mọi người sẽ thấy được mà rất là hỗ trợ rất là nhiệt tình ở đây ạ. Kiểu như là mọi người mình ngồi đằng sau mình đâu có mỏi tay đâu, chứ các anh phải ra phải gồng lên để đi qua cái con đường đấy rất là mỏi tay. Tại vì em đã từng đi lái xe trên mấy con đèo rồi, tại vì mình đi Đà Lạt cũng thế, mình cứ xuống đèo là mình phải phanh này kia ấy mọi người, thì rất là mỏi tay rồi. Còn đây là cứ phanh người ra liên tục luôn. Nhiều, tạm biệt tất cả mọi người, hẹn mọi người trong video clip sau, bye bye tất cả mọi người nha.